Thưa quý vị, mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố nhóm đối tượng 6 người có hành vi dụ dỗ lôi kéo nhiều cô gái quay clip đồ trụy để kiếm tiền qua mạng xã hội. Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố trong vụ án này bao gồm Trương Tuệ Mẫn, 38 tuổi, Phương Tuấn Kiệt, 33 tuổi, Tưởng Đăng Quân, Lưu Tiểu Duy cùng 30 tuổi, Đới Hồng Hy, 22 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc và Sầm Thị Sen, 24 tuổi, quê Gia Lai. 6 người bị khởi tố về tội giao cấu với người À, đủ 13 tuổi đến 10, dưới 16 tuổi. Theo khoản 2 điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015 theo điều tra của công an, Sen là người phiên dịch và là bạn gái của Trương Tuệ Mẫn. Năm nghi can Trung Quốc với sự giúp đỡ của Sen đã nhiều lần qua mạng xã hội để dụ dỗ lôi kéo một số cô gái dưới 18 tuổi tham gia quay video kích dục, quan hệ tình dục. Nhóm này trả tiền công từ 700.000 đến 1 triệu đồng cho 6 tiếng hoặc 1 triệu 700.000 đồng cho 9 tiếng. Các video sẽ được họ phát tán trên mạng xã hội ở Trung Quốc để kiếm lợi nhuận. Cơ quan công an đã gửi văn bản thông báo về sự việc đến Sở Ngoại vụ thành phố để chuyển đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đóng tại Đà Nẵng, song hiện chưa có phản hồi.